Hello, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, 22 tháng 12 năm 2016. Chương trình khai dân trí chuẩn bị bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị cũng như là các bạn hãy lắng nghe một ca khúc.
con bánh ngon không nhiều. Thấy lành trong tôi. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị cũng như là các bạn trên toàn thế giới đã có mặt ngày hôm nay trong chương trình Khai Dân Trí của Lisa nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên, chị ơi, báo chí trong nước đồng loạt đăng tin năm nay không có bắn pháo hoa để dành tiền lo cho người nghèo. Em gửi đến chị như vậy, không biết họ có phải nghe chị hay không, rồi họ quỷ hay là họ không còn tiền nữa. Trả lời cho em. Cái người mà ở Trung ương đã nói với chị khi mà chị làm những cái clip nói về pháo hoa, thì họ có nói rằng là Lisa ơi, cảm ơn cô, đảng và nhà nước cũng đã nghe, cho nên đảng và nhà nước sẽ ra chỉ thị cấm tất cả những cái tên, những cái quận huyện nào mà đem tiền ra để mà đốt pháo hoa, để mà vấn đề là kêu bằng là lấy tiền của công quỹ. Cho nên các em thấy rằng cái người cộng sản đó, đảng cộng sản, họ nhổ nước miếng xuống rồi họ lại liếm lên. Đó là bản chất ngàn đời của người cộng sản. Ngày cách đây mấy năm thì họ dụ người dân bằng cách là đốt pháo hoa để cho người dân quên đi cái nghèo và quên đi cái đói. Khi mà họ nói như vậy thì những cái tiếng nói ở hải ngoại cũng như mọi người dân, người ta quá chán chường rồi. Thì bây giờ họ lại giả vờ, họ đóng kịch là không đốt pháo hoa để mà lấy tiền đó lo cho người nghèo. Chị cũng mong rằng sẽ nhận được nhiều tin tức để coi những người nghèo ở tại Việt Nam sẽ nhận được những phần quà nào trong cái dịp Tết năm nay. Chị cũng rất mong để mà chị chờ đợi. Nếu mà đảng thật lòng, đảng thực tâm quay lại với dân tộc Việt Nam thì hãy nên làm vấn đề là kêu bằng đó là phát những cái phần quà cho người dân Việt Nam. Cái này người ta đã từng lên án gay gắt về cái chuyện mà đốt pháo hoa. Không phải nó không có tiền đâu các em, bởi vì pháo hoa nó có thể nó trích ra chừng 10 triệu, nó có thể nó khai khống lên 100 triệu, năm nào nó cũng có lời về tiền pháo hoa hết. Không phải nó không có tiền mà nó làm đâu, nhưng mà bây giờ chỉ thị ở trên đã đưa ra để nó không làm. Bởi vì bây giờ ở cấp trên nó không còn tiền bạc, cho nên bây giờ nó nói với cấp dưới là mày có kê khống lên tao cũng không chi tiền cho mày. Cho nên nó không thể nào nó kê khống được. Cho nên bây giờ ngay cả các em biết trong dịp Tết nhất tới nơi cũng không cho những cái tụi mà đầu trâu mặt ngựa nó ăn liên quan hoặc là nó tổ chức này nọ. Nhưng mà nếu không cho nó ăn như vậy thì nó sẽ âm thầm nó rút ruột nó ăn ở bên trong thôi. Bởi vì cái đảng cộng sản Việt Nam họ độc tài, họ cho quá nhiều quyền lợi cho những cái thằng ở phường, ở quận, ở huyện, ở xã, ở ấp. Các em thấy rằng đó là kêu bằng là nó rằng là vì tình cảm tặng cho, biếu cho không là 1 tỷ 500 ngàn. Các em thấy rằng có bao giờ mà các em đem đến các em tặng cho một người đó mà 1 tỷ 2 tỷ đồng tiền Việt Nam không hả? Tặng cái gì nha? Bởi vậy mà cho nên chị nói rằng từ lừa bịp cho tới lừa bịp. Cảm ơn cộng đồng ở hải ngoại đã không gửi tiền về theo lời hưởng ứng của Lisa. Họ chịu hết nổi, họ đã đăng lên là thật sự ra kiều hối đã giảm một cách quá nặng nề, ảnh hưởng nặng nề tới cái nền và kinh tế của đảng cộng sản Việt Nam. Rồi bây giờ cấm không cho đốt pháo hoa cũng như là không cho đốt pháo, nó không còn hương vị của mùi Tết nữa. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở Cali, đến dịp Tết người ta đốt những cái phong pháo. Tao nói nó dài tuốt ở dưới đất luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phong tục ngàn đời của Việt Nam, khi tiếng pháo nó nổ lên, nó đã xua tan đi những cái chuyện mà âm u, những cái chuyện xui rủi trong cả một cái năm đó. Nhưng mà đảng cộng sản Việt Nam, bởi vì họ sợ, tại vì năm 1968
họ đã từng, chúng ta là lợi dụng vào cái dịp giao thừa đốt pháo để mà họ bắn đại bác vào những cái bàn thờ, vào những cái nhà của người dân. Cho nên bây giờ họ sợ người dân sẽ đi theo cái bước đường của họ, cho nên họ cấm đốt pháo. Bởi vậy cho nên khi mà cái dịp Tết đó thì ở Việt Nam nó âm u, mà trời ơi là trời, nhìn cứ bằng á hả, là nó rất là thê thảm kìa. Nó thê thảm dữ lắm. Bởi vậy mà cho nên Tết nay anh không cần đốt pháo, vì có giọng em đã cười rộn rã với anh rồi. Ha, ta nói vui không? Tết nay ba không cần đốt pháo, bởi có con đánh rắm con địch cho ba nghe là thay tiếng pháo được rồi. Xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó. Đó, cho nên rồi đây trong tương lai không còn Việt Kiều nào mà về Việt Nam để ăn Tết cả. Chỉ cần tới Tết rồi hay là cái chuyện gì là nó chỉ lợi dụng vào dịp lễ, dịp hội để mà nó kéo nhau đi ra ngoài đường chơi, xong nó kéo nhau lên trên khách sạn, nhà trọ để mà nó chịch xã giao thôi. Đó, cho nên những này là khỏi Tết nhất gì con mẹ gì cả. Nha. Bởi sao vậy? Bởi vì chị nhận được một cái bản tin mà các em thấy rằng rất là quan trọng, là bây giờ thằng Cộng sản Việt Nam nó bây giờ nó giáp bộ nó kêu hỏi ý kiến người dân để mà nó hủy cái xác của thằng Hồ Chí Minh ở Ba Đình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái xác thằng ở ngoài Ba Đình của thằng Hồ là cái xác thạch cao, mà cho dù thạch cao, cho dù xác giả cũng là được một cái tay cao nhân ở bên Tàu Cộng, nó đang ẩn mình ở trong núi non trời xanh nước biếc như vậy để mà nó coi vấn đề là kêu bằng là trên biết thiên văn, dưới rành địa lý, kỳ môn độn giáp, diệu kế thần cơ. Bởi vậy cho nên nó bắt đầu là kêu bằng vào cái thời của thằng Mao Trạch Đông đó, là kêu bằng là vấn đề là kêu bằng họ đang đi tìm để mà vấn đề là làm sao mà trấn yếm được cái đất nước Việt Nam. Cho nên khi hay tin thiếu tá Hồ Quang mà đã chết, đã lừa bịp được cả dân tộc Việt Nam rồi, thì Mao Trạch Đông lại tìm một cái vị, một cái cao tăng này, một cái vị cao nhân này ở trên núi, để mà lên trên trển, vấn đề là kêu bằng là hỏi ông ta về cái cách mà để mà yếm long mạch của Việt Nam. Ông ta mới nói rằng là bây giờ tình báo Hoa Nam nó kêu rằng là bây giờ ở ngay cái đầu của Việt Nam là tại Hà Nội, mà bây giờ phải chọn một cái nơi nào mà cái nơi đó nó phải là âm u, nó phải là yên tĩnh, và chung quanh là nó phải là khoáng đãng. Để chứ vậy? Để cho tất cả những cái địa linh tinh khí dương nó sẽ hút vào, và khi hút vào rồi thì nó sẽ tỏa ra một cái âm, để cho làm cho đất nước Việt Nam nó bị âm áp, nó bị ngu muội, nó bị mê muội, nó bị ám muội như vậy đó. Cho nên Tàu Cộng nó qua nó coi và nó đặt ngay cái địa điểm là Lăng Ba Đình, mà vấn đề là nó chọn đó là cái nơi mà để trấn yếm. Cho nên các em thấy khi xây cái Lăng Ba Đình nó có từ sọc lên như vậy, giống như là một cái song sắt, tức là cho biết rằng là dân Việt Nam sẽ phải ở trong một cái môi trường tù như vậy đó. Bởi vì theo cái luật mà trấn yếm âm dương bắt quái đồ đó, thì cái điểm đi lên nó phải có từ sông giống y như cái nhà tù. Cho nên các em thấy cái Lăng Ba Đình không? Đâu có ai mà xây cái lăng mà như vậy. Các em qua bên Tàu Cộng, các em coi những cái lăng miếu của vua Càn Long, của vấn đề là kêu bằng là từ Hy Thái Hậu đâu kia, người ta xây lăng đâu bao giờ có cái lăng nào mà giống như cái lăng của ông Hồ Chí Minh. Cái lăng mà các em thấy rằng họ làm bốn bên như vậy đó là hình bát quái trụ, là sẽ yếm cho cái đất nước Việt Nam nó phải thê lương, nó phải tiêu tùng. Cho nên các em thấy từ khi mà dựng lên cái lăng năm 1969 cho đến bây giờ, đất nước Việt Nam có ngóc đầu lên được hay không? Bởi vì cái người mà yếm ở bên Tàu họ đã coi được quẻ âm dương bát quái về cái bản đồ chữ S của Việt Nam rồi, cho nên họ phải chọn cái điểm nó phải nằm ngay chính giữa thủ đô. Và họ đến mức độ mà họ kỹ càng, tới mức độ mà họ để một cái xác Hồ Chí Minh đó là phải là cái phần đầu cũng như là phần trán nó phải ngóc ngơ lên như vậy nè, chứ không được quyền nằm xuống. Người ta chết là người ta nằm thẳng ra, nhưng mà các em vô trong cái lăng của Hồ Chí Minh, các em thấy Hồ Chí Minh nó cũng giống như nó ngồi vậy vậy đó, để mà nó nhìn, nó nhìn về cái phía mà vấn đề là kêu bằng là về ở bên Tàu Cộng.
nó nhìn về phương Bắc để cho im làm sao mà đất nước Việt Nam phải nghe lời của phương Bắc. Bởi cho nên tình báo Hoa Nam bây giờ nó nắm đầu thằng Tổng Lũ để sai khiến các tướng chư hầu, sai khiến những thằng tướng lĩnh để mà ở Cần Thơ đi cho thằng Tào Cộng nó đem vào để nó xử lý rác. Các em thấy không? Tại sao không xử lý ở tại tỉnh Kiên Giang? Tại sao không xử lý ở tỉnh An Giang? Tại không sao không mở ra xử lý rác ở tỉnh Đồng Tháp? Thấy không? Mà chỉ có đặc biệt ở tại Cần Thơ thôi. Bởi vì Cần Thơ Hậu Giang là con sông Hậu, nó chảy liền với con sông Tiền. Bởi Cần Thơ là một thủ đô của miền Tây, nó sẽ chi nhánh bù đắp phù sa cho các sông ngòi kinh rạch chằng chịt ở tại vùng miền Tây Nam. Cho nên người Tào Cộng mặc dù họ dậm chân tại Formosa nhưng mà mắt của họ luôn hướng về miền Tây. Bởi miền Tây là một vựa lúa, là một kinh tế mà họ muốn diệt trừ người dân miền Tây bằng cách là họ chọn Cần Thơ để họ xử lý rác, để họ thải hết chất độc ra, để làm cho cái vùng nước ngọt này nó bị ô nhiễm nặng nề. Các em thấy cái mưu đồ không? Mà những thằng hèn tướng, những thằng ám muội, những thằng ngu muội, những thằng mê muội ở trong quân đội, ở trong công an hoặc là đảng viên của đảng cũng phải cúi đầu để nghe lệnh của thằng Trọng Lũ. Mà thằng Tào Cộng nó đã nắm đầu Trọng Lũ để ra lệnh, những này là kêu bằng là cho tất cả những thằng tướng này làm nha. Cho nên các em phải nên nhớ như vậy nha. Chị sẽ trở lại cái luật Yếm Cái Lăng Ba Đình cho các em thấy nha. Tức là cái người mà chọn được Yếm và cái phần đất mà được Yếm là nó không được ồn ào, không thể náo nhiệt. Bởi vì cái nơi ồn ào người ta qua lại nhiều, nó sẽ không có linh, bởi vì nó không có hít tụ được địa linh tinh khí của vấn đề là kêu bằng là dương. Cho nên phải lựa cái nơi Ba Đình nó không ồn ào, nó phải thật là yên tĩnh, tức là người ta đi ngang người ta chỉ sợ sệt thôi. Cho nên cái người mà được Yếm là phải có cái mạng cao, tức là cái người này phải là lừa gạt được dân tộc Việt Nam hoặc giả dạng là người thuần chủng của dân tộc Việt Nam. Mà họ thấy rằng là chỉ có thằng Hồ Chí Minh mới là hợp lệ, bởi nó đã lừa được dân tộc Việt Nam, nó đã gạt được dân tộc Việt Nam, nó đã nói được tiếng Việt Nam bập bẹ, cho nên lấy đó ra để mà trấn yếm cái đất nước Việt Nam. Cho nên họ nhất quyết rằng là phải chọn thằng Tào Cộng, tức là thằng thiếu tá Hồ Quang, tức là thằng Hồ Chí Minh để mà nằm tại Lăng Ba Đình. Và họ còn kỹ lưỡng tới nỗi mà đặt cái Lăng Ba Đình, tức là cái lăng, sau khi xây một cái nhà tù, tức là cái lăng giống như một cái tù rồi, có những cái cây song sắt tuốt ở trên, cái mấy ông từ sông vậy đó. Sao không rồi, ở trong cái Lăng Ba Đình họ lại âm thầm họ làm sao mà cái mộ của thằng Hồ Chí Minh, cái vấn đề là kêu bằng là cái hòm thủy tinh của thằng Hồ Chí Minh nó phải nghiêng 30 độ để mà nó hướng về cố hương, tức là hướng về là kêu bằng là Đại Hán ở bên Tàu. Mà vấn đề là nó còn cho biết rằng đó là khi mà đã trấn yếm như vậy rồi đó thì không thể nào mà để yên như vậy được. Cho nên cứ mười mấy năm trời là phải đem thằng Hồ Chí Minh từ ở trong cái lăng đó, phải đem nó từ trong tổng ra để mà đâm ngã. Đó. Cho nên các em thấy cứ mười mấy năm là đảng và nhà nước phải bỏ tiền ra để đem cái xác, cho dù cái xác đó là cái xác giả, cho dù cái xác đó là cái xác thạch cao, cũng phải đem nó ra để mà tắm ngải cho nó. Các em thấy người dân Việt Nam mình vui không? Vui như ngày chảy hội. Cho nên cứ mười mấy năm là phải lôi cái xác thằng Hồ Chí Minh ra, giả bộ nói rằng là bơm thuốc vô để cho giữ xác của bác cho nguyên, chứ thật sự đem ra là nó tắm ngải. Thằng tình báo Hoa Nam nó giả bộ nó đem một cái ngải đó qua để mà nó tắm cho cái thay, giống như là luyện thiên linh cái vậy đó, để cho thằng Hồ Chí Minh nó phải trấn yếm cái đất nước Việt Nam, nó phải tiêu tùng như vậy. Trời ơi, nói ra thì mình cười dữ lắm, nhưng mà mười mấy năm là các em thấy cứ mười năm hoặc là mười mấy năm là nó đem cái xác thằng Hồ Chí Minh ra để mà nó tắm ngải một lần. Đó.
Hồ Chí Minh nằm hoài hoài vậy được đâu, nó đâu có linh nghiệm đâu. Các em có luyện thiên linh cái, các em cũng biết phải cho nó ăn ngải, phải tắm ngải cho nó. Cho nên thằng Hồ Chí Minh sở dĩ mười năm, mười mấy năm nó đem ra là nó phải tắm ngải, nó tiêm vô để cho thằng Hồ Chí Minh nằm xuống, để cho rùa ở con, tôi nói mà kêu bằng thần kim quy, tức là những con rùa, những con ba ba, nó cũng ngửa bụng lên, mà nó tiêu chết nữa, tự động nó ngửa bụng lên, nó chết nữa, đó. Cho nên những là cứ mỗi lần nó tắm ngải vô, là tao nói ở tại Hà Nội nó rung rinh hết trơn. Cái đó gọi là lục sát bát quái đồ. Lục sát tức là lục là sáu, tức là sáu cái cửa. Các em biết rằng cái lăng Ba Đình nó có bốn thôi, nhưng mà nó làm những cái sông như vậy, mỗi sông như vậy để mà sáu lần, tức là sáu 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 chung quanh bốn cái lăng ở trên, cái sọc ở trên là đều là, em biết cái lỗ đó đều là sáu, để như vậy để cho nó nằm trong là lục sát bát quái đồ, để mà tiêu diệt cái sinh khí của đất nước Việt Nam. Bởi vì khi cái lăng Ba Đình mà nó nằm như vậy, cái xác Hồ Chí Minh như vậy, thì nó khoáng đãng, nó yên tĩnh, thì tất cả những cái địa linh tinh khí mà những đây là tinh hoa của nước Việt Nam, nó đều đi thẳng vào cái lăng. Và khi mà nó hấp tụ vào cái lăng rồi, thì nó tỏ ra một cái âm khí nặng nề. Đó, nơi đây âm khí nặng nề, làm cho nước Việt vô cùng tang thương là như vậy đó. Đó, cho nên tại làm sao mà người Tàu họ lại chọn cái nơi mà lăng Ba Đình phải là một nơi cao nhất, phải là một cái nơi vắng vẻ nhất, để mà họ trấn yếm, để cho nó hợp với tất cả kim thủy, kim mộc thủy hỏa thổ. Tại sao họ lại đưa về để cho nó thành càn khôn? Bởi vì bất cứ nơi nào mà cao hơn cái lăng Hồ Chí Minh thì đều bị phải là vấn đề là dỡ bỏ hoặc bị chuyển dịch cả. Thằng Tàu Cẩm nó ra lệnh bằng mỗi giá là phải cắt ngay những cái ngọn nhà nào mà vấn đề là xây lên, bởi vì vấn đề là hồn thiêng sông núi của mình, nó Việt Nam mình cũng linh lắm. Bởi người ta thấy cái lăng Ba Đình đã yếm quá lâu rồi, cho nên bây giờ những cái tòa nhà bắt đầu họ giáo bộ họ xây cao lên, không biết ông ứng bà hành khiến cho họ phải xây cao lên. Nhưng mà các em thấy không, khi mà xây cao lên nó bị mất đi cái sự mà vấn đề là linh thiêng. Bởi vậy cho nên Hà Nội ra lệnh phải cắt hết những cái tòa nhà nào mà đối diện với lăng Ba Đình không được quyền cao hơn. Cho nên các em thấy cái tòa nhà tám bi đó, cái tòa nhà tám bi đó mà nó mọc lên đó là kêu bằng chặt mẹ cái đầu luôn, đập phá bỏ mẹ mày luôn, không cho mày được qua mặt cái lăng Ba Đình đó. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là kêu bằng là chúng nó không có cho người dân nào mà léo hánh xây nhà xung quanh cái lăng Ba Đình, phải để cho nó trống trải, nó yên tĩnh như vậy để mà nó thư yếm đất nước Việt Nam mình mà. Rồi những cái nhà mà đối diện xung quanh xa ra 500 mét cũng không được quyền xây cao lên, bởi khi xây cao lên là giống như một cái bức tường nó che chắn, thì thằng Hồ Chí Minh không nhìn về được cố hương, thì không trấn yếm được cái địa linh tinh khí của đất nước Việt Nam. Bởi vậy mà cho nên những người dân ở Hà Nội đó, những người mà người ta giỏi đó, gia đình người ta mà cao nhân rồi đó, mà người ta khổ quá, người ta biết rằng nó yếm như vậy đó, người ta kêu gia đình vợ con người ta giả bộ đi vô thăm Hồ Chí Minh, rồi giả bộ đứng đái ở trong trống, tức là đái ở trong quần. Bởi vì khi các em vô lăng Hồ Chí Minh nó đã yếm như vậy rồi, chúng ta muốn phá đi thì chúng ta phải đái. Cái này nói đó mà người, nhưng mà phải giả bộ giống như mình đái xón vậy đó, không phải đái dậm về, mà đứng xong rồi giả bộ đái ra. Đàn ông cũng như đàn bà, hễ làm ăn xui rủi là cứ đi vào lăng Ba Đình giả bộ thăm lăng bác, rồi đái ở trong đó, hoặc là tuột quần đái, coi chỗ nào đó giả bộ đi ra rồi đái. Tức là nếu mà muốn phá đi cái vận xui của mình, giả bộ đứng lại Hồ Chí Minh, rồi giả bộ cố tình đái cái để cho nó xón vô trong quần, về nhà chỗ khó giặt cái quần. Nhưng mà khi đái ra như vậy là nó phá đi được những cái xui rủi của mình. Cho nên bà con dân quan nào, hoặc là những người nào bị quan ức, cứ đi vào lăng Ba Đình đứng đái ở trong tập, hoặc là tuột quần đái ở trong tập, thì mọi việc nó sẽ thay đổi càng khôn, nó sẽ tốt, nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu mà các bạn mà không đi vào đó để mà đái như vậy, hoặc là các bạn không có phá đi cái lăng Ba Đình, thì sẽ chết trong nay mai. Bởi vì nông nghiệp của Việt Nam chẳng những nó tụt hậu, mà Tàu Cẩm nó để cái lăng Ba Đình, nó khiến cho vấn đề là kêu bằng phải khai tử đi cái nền, vấn đề là kêu bằng nông nghiệp của Việt Nam.
thằng tiểu nhân Tào Cộng nó đang nắm đầu thằng tổng lũ ở tại Việt Nam, nó muốn cho vấn đề là nông nghiệp đứng hàng thứ nhì thế giới phải phá sản, đó là lúa gạo. Nó giả tâm, nó phá đủ hết mọi cách từ lớn, nó thả chuột vô trong nước Việt Nam, rồi nó giả bộ nó thu mua mèo để không còn mèo bắt chuột nữa, rồi bắt đầu nó thả rắn đuôi đỏ đi để mà cắn hết, rồi thậm chí nó đem con cá ma quỷ ở bên Tàu qua để mà nó thả cho ăn mẹ hết con cá sặc, con cá gì tao nói cá lòng tông ở Việt Nam là nó ăn hết, bởi con cá đó là con cá quỷ, con cá ma đụng con nào nó cũng ăn, nó còn nhỏ mà nó rất là độc, nó cắn con cá nào lớn hơn nó cũng bị nọc độc của nó mà chết, mà tao nói phải thiêu hủy cả một cái đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long các bạn nên nhớ như vậy nha. Rồi bây giờ đến nỗi mà bắt giật những cái chiến dịch mà nó tuồn những cái lúa gạo hay là phân bón giả từ Campuchia qua, nó bán phân giả để cho nông dân làm, rồi tới cái mùa mà vấn đề là kêu bằng là mua lúa thì kêu bằng là nó không mua, nó để cho ế, hoặc là nó giả bộ nó chặn ở trên cái đập nguồn ở trên ở đỉnh núi Tuyết để cho vấn đề là kêu bằng nước không có đi vào được cái đồng bằng sông Cửu Long, mà khi nước không vào được rồi thì nước biển nó tràn vô, mà hễ nước biển tràn vô thì cái đất ở đó nó bị ngập mặn, mà nó đã ngập mặn rồi thì các em trồng nó sẽ không có tăng gia được, nó không có thu hoạch được nhiều, thành ra nó chết. Để rồi nó qua bắt đầu nó giả bộ nó kêu là phải trồng cây nông nghiệp, phải trồng những cái cây nào mà nó yêu cầu. Thậm chí nó qua vấn đề là nó giả bộ nó nói giờ tôi cần mua đĩa, bởi vì đĩa trị bệnh được, trị bệnh gan, cho nên cứ việc tha hồ ai cũng nuôi đĩa hết. Ta nói ở Việt Nam ủng ủng ai cũng đi nuôi đĩa hết trơn, bắt đầu là chuẩn bị bán cho Tàu. Tới chừng mà nuôi nó đầy nhóc, nó nở ngỡ lệnh ngỡ, ta nói là kêu bằng hết là đĩa lợn như bánh canh, em yêu anh nên đành xa xứ được kia đó ha. Ta nói cà ta sao không đó, nó để cho nuôi, ta nói đĩa lợn như bánh canh vậy đó, rồi cái nó qua nó đầu nói bộ nó nói thôi bây giờ chúng tôi không mua nữa, chúng tôi hết cái đợt mua đĩa rồi, rồi ở Việt Nam người ta nuôi lỗ quá giờ sao giờ, thì bây giờ bỏ mẹ đĩa cho nó ra ngoài đồng đi cho nó tràn lan hết trơn vậy đó đó. Em theo anh về xứ cạnh đền, mũi kêu mà như sáo thổi, đĩa lợn tựa bánh canh, em yêu anh nên đành xa xứ để đi về cho đĩa nó hút chơi đó, thấy không ha, tao nói vui như là ngày tẩy hội vậy đó, thấy không ha. Bởi ta chỉ nói rồi cho nên các em phải nên nghe những gì mà chị Lisa nói đó. Cho nên nó để cái xác thằng Hồ Chí Minh để nó yếm cả một cái đất nước Việt Nam. Chỉ có những người mà thần thông, chỉ có những người mà vấn đề là kêu bằng là ngồi để mà bấm quẻ âm dương, vấn đề là mới nhìn ra được cái lông mạch của Việt Nam nó bị yếm thư như thế nào mà thôi. Sở dĩ thằng Tào Cộng nó làm như vậy để cho xáo trộn mẹ nó đi cái môi trường, tạo ra một cái nạn dịch là nông nghiệp, công nghiệp ở miền Tây đều bị sụp đổ hết. Nó chặn nguồn nước ở trên, nó chặn để nó làm đập thủy điện để mà nó gây hạn hán báo động ở tại miền Tây. Còn khi mà mưa xuống thì bắt đầu nó xả nước ra để cho bị lũ ở miền Trung chết chơi gì đó. Các em thấy không? Em thấy cái mưu đồ ghê không? Cho nên bây giờ càng ngày nó đã càng thành công, bởi cái xác của thằng Hồ Chí Minh nằm ở Lăng Ba Đình nó đã đúng chu kỳ của nó là 50 năm cho đến 100 năm. Bây giờ chưa đâu, từ năm 69 cho tới bây giờ mới 40 mấy năm thôi. Chu kỳ của nó là phải 50 năm, cái xác thằng Hồ Chí Minh nó mới linh nghiệm cho tới 100 năm. Nếu để xác thằng Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình đúng 50 năm, các em tính nha, từ năm 69 cho đúng tới 50 năm đi, rồi các em sẽ thấy chuyện gì nó sẽ xảy ra ở tại đất nước Việt Nam. Đó, nha, chưa tới 50 năm là các em đã thấy rồi đó. Đến năm 2020 là các em đã thấy là bắt đầu là cái bằng Việt Nam sẽ bị mất vào tay của Tàu, bởi đúng 50 năm nó đã trở thành linh nghiệm rồi. Cho nên ngày nay các em thấy không? Hạn hán báo động, rồi bắt đầu bão lụt xả lũ báo động. Để chứ vậy? Để bây giờ một mặt là nó giả bộ, nó dương đâm kích tay bằng cách nó đi lên miền Trung để mà nó đứng giữ ở đó. Một mặt là kêu bằng nó nhìn về, nhưng đây là kêu bằng là cái bụng
cái bụng của miền Tây. Bởi vì miền Trung giống như là cái cổ vậy đó. Bây giờ nó bóp cái cổ ở ngay cái miền Trung rồi. Người dân ở miền Trung nó bóp cổ rồi. Nó xả lũ cho chết mẹ rồi. Thì bây giờ còn cái bụng, cái bụng bự của miền Tây là cái bụng ăn no quá, đồng lúa phì nhiêu. Cho nên tao xuống đây tao chuẩn bị tao cho mày ăn độc để cho cái bụng mày chết. Để mà bây giờ các bạn thấy rằng khi mà nó xả như vậy rồi, nước biển tràn vào, bị ngập mặn, bị nhiễm mặn. Cho nên bây giờ nó giả bộ nó qua nó nói rằng thôi đừng có trồng lúa trồng gì hết, tôi sẽ đem gạo cao su qua cho ăn. Cho nên lấy đất này để trồng cây nông nghiệp đi. Thôi ở miền Tây cũng khỏi cần giữa lúa thứ nhì gì cả, tôi bây giờ sản xuất cứ bằng là gạo là tôi đứng thứ nhất rồi, bởi gạo cao su của tôi mà ai biết được. Bởi vậy mà cho nên bây giờ để cho tôi vô tôi làm những cái nhà máy giấy để tôi thải chất độc ra đồng bằng sông Cửu Long. Mà đồng bằng sông Cửu Long chỉ có hai con sông chính là con sông Hậu và con sông Tiền. Mà con sông Hậu là con sông mà nó đi vào những cái sông ngòi mà vấn đề là kinh rạch nhiều nhất. Cho nên cái kẻ tàu nào, cái kẻ nào mà kêu bằng ẩn danh mà đã ra lệnh để cho xả thải, để cho làm vấn đề là xả thải rác ở tại vấn đề là kêu bằng là Hậu Giang, là thật sự là một kẻ mưu sâu kế độc vô cùng. Sở dĩ họ chọn Cần Thơ là bởi con sông Hậu nó sẽ thải độc, nó đẹp đổ chất độc xuống dưới để mà nó làng, nó chảy len lỏi vào những cái sông rạch kinh ngòi, để cho tất cả những cái tỉnh mà đồng bằng mà ven với cái con sông Hậu và con sông Tiền này sẽ bị chết mà kêu bằng là không kịp ngáp. Rõ ràng đây là một cái mưu đồ mà 100 năm chúng ta cũng không thể nào nhìn ra, nhưng mà với cặp mắt của Lisa thì Lisa sẽ nhìn ra tất cả càng khôn nha. Lisa nhìn ra tất cả càng khôn nha. Các em thấy rằng những nhà máy của nó bắt đầu chuẩn bị, nó đem vào đồng bằng sông Cửu Long, nó sẽ hủy diệt cái môi trường sinh thái và thủy hải sản của miền Tây. Trong tương lai các em nuôi cá, nuôi bè cũng không được, bởi cái nguồn nước nó nhiễm độc rồi thì làm sao các em nuôi cá nước ngọt được. Cho nên bây giờ mục tiêu của Tàu Cộng là đã giết chết cá ở miền Trung rồi, thì bây giờ cá ở nước ngọt không ảnh hưởng nước biển thì nó sẽ giết luôn cả cá nước ngọt luôn nữa. Và nay nó vui như là ngày trảy hội vậy đó. Thấy không? Nha. Em thấy không? Bây giờ tự nhiên, bây giờ vấn đề là cái bạn là tự nhiên giống cây ở đâu, bắt đầu là tự nhiên bây giờ ở miền Tây tự nhiên dẹp mẹ hết trơn. Bây giờ trồng cây. Rồi trồng cây cái bắt đầu nó giá bộ nó qua, nó mua trái cây đó vô để nó bán qua cho thằng Tàu ăn. Ha. Rồi cái bắt đầu nó lấy trái cây bên Tàu, nó đem qua, nó bán ngược lại cho Việt Nam. Mà cái điều đáng nói là thằng Tổng Lú nó cho hàng nông sản của thằng Tàu vô không đóng một đồng xu thuế nào. Trời đất quỷ mẹ ơi, nó ào ạt, nó đưa vô từ củ tỏi, từ trái chanh mà không đóng một đồng bạc nào, không lóng thuế. Cho nên cả nước Việt Nam tao nói phải ăn đồ của thằng Tàu. Thậm chí nho nó cũng dán là nho Mỹ, nhưng mà thật sự là nho Tàu. Thậm chí mỹ phẩm cái gì cũng là nhãn mác của Anh, của Pháp, nhưng mà thật sự là nguồn gốc từ bên Tàu. Thậm chí thuốc bắc đưa vào cũng là chất kịch độc nữa. Người ta bệnh mà trước đây là kêu bằng là vừa mới hơi hơi thôi, uống một thang thuốc bắc là nằm dậy đành đạch chết như cá lóc đập đầu rồi. Trời ơi, thuốc tăng năng lực, thuốc làm cho trẻ em mau lớn, tưởng sao lấy từ thịt người chế ra, các em thấy nó dã man vô cùng không? Người dân Việt Nam tới giờ là toàn toàn đâu có biết đâu, đó thuốc đó nó làm từ thịt người uống vô rồi ban đêm nằm ngủ bắt đầu là gặp nó hiện hình vậy. Mày trả xác cho tao, mày không trả thì mày đi ra đường tao xô cho mày bị xe đụng mày chơi đó. Em thấy vui không? Thằng Tàu nó cố tình nó làm cái thải rác ở tại Hậu Giang, ở tại Cần Thơ, để mà nó chặn đứng cái những cái hạn ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đi các nước. Bởi nó ganh tức là Việt Nam là cái vựa lúa đứng hàng thứ nhì thế giới, chỉ có sao thằng vấn đề là Thái Lan mà thôi. Thằng Campuchia cũng không thể nào mà trồng lúa được như ở tại miền Tây. Cánh đồng lúa của miền Tây có thể nuôi cả nước Việt Nam, có thể nuôi luôn cả dân Campuchia.
Campuchia luôn. Cho nên cánh đồng lúa ở miền Tây mà bây giờ nó tìm cách nó nâng thành đất công nghiệp, nông nghiệp hết trơn, công nghiệp hết trơn, để làm những cái nhà máy là nó muốn diệt trừ, nó giả vờ như vậy thôi. Sau khi nó chiếm Việt Nam rồi là nó đập những cái nhà máy này tơi bời, nó sẽ dẹp hết những cái đất đó, bắt đầu là nó xả trở lại. Vấn đề là cho nước nó đi xuống lại đàng hoàng, bắt đầu là trở lại 10 năm sau, 20 năm sau, đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ trở lại trù phú phù sa, nó sẽ bồi đắp, và đương nhiên là của thằng Tàu, nằm gọn trong tay của thằng Tàu Cộng. Đây là sách lược mà 20 năm sau chúng ta mới nhìn ra được càn khôn, còn cỡ bây giờ các bạn không nhìn ra được những cái càn khôn đó đâu. Nghe chưa? Nó muốn phá cái thị trường mà nó biết rằng là ở Hà Nội, ở miền Trung, ở tất cả những cái nơi đó không bao giờ mà trù phú bằng cái đồng bằng sông Cửu Long miền Tây. Bởi ông trời cho đồng bằng sông Cửu Long là hai con sông Hậu và con sông Tiền, nó cứ bên lở bên bồi để bù đắp phù sa, cho nên lúa cây nó cứ bằng là tươi tốt quanh năm. Đây Cần Thơ ruộng vườn Long Xuyên, trời ơi là trời, chuối hai bên bờ dòng nước ca lững lờ, dừa ta nói bạc ngàn, chuối bạc ngàn, lúa bạc ngàn. Thằng Tàu nó đâu có muốn cho Việt Nam ngóc đầu lên nha. Cho nên nó lại làm như vậy. Rồi bây giờ nó còn giả mang, nó đưa những cái thương lái nó qua để mà nó ép giá của những người làm thương, những người trồng trọt những cái trái cây. Lúc thì nó ra nó phao tin là nó cần mua mía. Thôi bây giờ bà con ơi, đi mua mía đi, trời ơi, trồng mía đi. Tao nói Trung Quốc nó cần mía dữ lắm, cho nên Trung Quốc sẽ mua mía. Bởi vì Trung Quốc trong tương lai nó sẽ làm đường giống như Cuba vậy đó. Nó xuất khẩu đi 196 nước, cho nên bà con đừng có trồng lúa nữa. Bây giờ trồng mía đi. Người dân ở miền Tây vốn chất phát quê mùa, tao nói ào ào, đợi đất ruộng cào mẹ nó lên nó trơn, bắt đầu là trồng những cái hàng mía. Tao nói thẳng tâm tắp như vậy. Tới chừng mà khi mà thu hoạch rồi nó qua nó ẹo, nó nói thôi tao mua mía ở bên Indonesia rồi, tao mua mía bên mày. Người dân ta nói khóc lỡ cười. Rồi nó cũng giả bộ nó làm cái giọng quân tử Tàu, nó nói bây giờ tao cũng mua cho mày nhưng mà tao không mua giá cao được rồi đó. Tức là một đống mía tao mua chừng ngàn bạc, tao mua về cho bò ăn thôi. Bây giờ người nông dân bây giờ của đốt hổ lại đánh tâm lý người dân miền Tây mà. Bây giờ sợ quá rồi, bây giờ ông lấy để mía nó để ra cho nó úng hết sao. Thôi kệ nó, bây giờ một đồng cũng bán, bán đổ bán tháo gì cũng bán mẹ nó trơn. Rồi sau khi mà nó mua nó trả cho mày, vấn đề là về lỗ dân dên ra rồi. Bắt đầu nó về bên kia nó ngồi nó cười khặt 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 khặt. Tại vì người dân Việt Nam bị cái thằng hồ chó đẻ Hồ Quang nó yếm ở ngoài Ba Định rồi. Ta nói nó ngu muội rồi, mê muội rồi, ám muội rồi, đựng đổn rồi. Rồi bây giờ nó đắm đầu luôn một thằng tổng bí thư là một thằng lú, một thằng lửng, một thằng khùng đó. À, người dân cứ thiệt tha hồ mà cứ chạy theo tụi nó hoài. Nó cứ tung ra 10 người thương lái Dương Đông kích Tây. Người thì nói rằng giờ ông đổi đất ông lên thành canh tác đi. À, mà các bạn biết mà từ đất ruộng mà lên làm canh tác rồi thì kể như là hư mẹ nó đất hết trơn. Đưa lên là hư mẹ hết trơn này. Năm nào đó nó cho bộ nó qua nó nói à, trời ơi năm nay hạn hán nghe không các bà con đồng bằng sông Cửu Long, cho nên người Tàu của tôi đó là bây giờ năm nay hạn hán ở bên trồng dưa hấu không có được. Bây giờ đất nước Việt Nam của mấy người đó bây giờ vấn đề là thôi đi đừng có trồng lúa nữa. Cứ việc nâng cấp nó lên thành đất công nghiệp đi, nông nghiệp đi em. Bắt đầu là trồng dưa hấu nha. À, năm nay là dưa hấu tụi tôi mua giá cao lắm đó. Có thể rằng người nào trồng một công dưa hấu là thu hoạch bằng 5 công lúa gạo chứ không chừng nữa đó nha không. À, cho nên cứ trồng dưa hấu đi, trồng dưa hấu đi. Người dân ta nói ổ xô ra người này lại học cách người kia trồng dưa hấu sao vậy anh đồ kia. Rồi bắt đầu là người này cũng không bắt đầu là dạy cho người kia. Tới chừng mà dưa hấu bắt đầu là kêu bằng là nó chín nó trơn rồi nó qua nó ẹo nó không thèm mua. Ta nói dưa hấu
để ngổn ngang vậy mà các bạn biết dưa hấu mà không ăn chừng hai ngày nó úng mẹ. Ta nói rốt cuộc rồi, cầm dưa hấu mà thảy cho trâu cho bò nó ăn xong rồi đứng nó tè nghe xè 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 xè. Trời ơi là trời, ta nói khổ ơi là khổ, vui ơi là vui như vậy đó. Đó, các bạn thấy cái mưu đồ chưa? Các bạn thấy được cái lợi hại của cái Lăng Ba Đình chưa? Cho nên những kẻ nào mà vô đây mà bị ngu muội, bị mê muội, bị ám muội, bị đần muội, bị độn muội đó, hãy nghe những gì mà Lisa nói đi. Rồi coi kiệm lại thực tế coi coi đúng không? Tìm một người như Lisa mà giải mã càng khôn không phải là chuyện dễ đâu, nghe chưa? Ngồi đó mà ngu mà ngục nha. Rồi những cái tên mà ở Cần Thơ đó, những cái tên mà vấn đề là thằng Tổng Lú đó, lúc nào nó ra lệnh nó cứ để cho thằng Tàu cộng vô để mà nó xử lý rác thải đi đó nghe. À, rồi nó đổ cho banh tành cái sông Cửu Long luôn, cho con cháu dòng họ tôi bay khỏi ngóc đầu lên luôn, bỏ cái tật ngu độn để nghe lời của đảng đi, tuyệt đối trung thành sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đi nha, nghe chưa? Đó, hết trồng dưa hấu rồi bắt đầu là đổ xô đi trồng thanh long, các bạn thấy rồi đó. Nghe không? Trong khi cái xứ sở tự do ở bên Hoa Kỳ, Lisa ở bên đây, người nông dân họ làm ruộng thì có sự bảo trợ của chính phủ, người nghèo á, ăn không hết. Những người bên đây làm nông á, người ta còn giàu hơn những người đi làm, vấn đề là kêu bằng hãng xưởng, bởi vì chính phủ trợ giúp 100%. Cứ việc anh làm ra đi, không ai mua là chính phủ chúng tôi sẽ mua giá gấp 2 lần người dân. Bởi cho nên ở bên đây nó là những người trồng nông ta đâu thèm bán cho vấn đề là người dân đâu. Người ta bán thẳng cho chính phủ hoặc là bán cho những cái chính phủ, là chính phủ mới là phân phát cho những cái siêu thị để mà bán buôn ở bên đây. Lỡ mà bị bão lụt hay là thiên tai gì đó là người dân người ta cũng không có lo nữa, bởi vì có bảo hiểm nó trả cho người ta hết. Tất cả những nhà nông nào ở bên Mỹ này khi người ta gieo giống xuống người ta trồng là đều phải mua bảo hiểm cả. Tiền bảo hiểm đó do chính phủ tài trợ 100%. Lỡ mà có lũ lụt, lỡ mà có thiên tai, có bão lụt, ruộng lúa của anh không thu hoạch được thì chính phủ sẽ bồi thường cho anh 100%. Ví dụ năm nay anh được 50.000 thì chính phủ sẽ đưa cho anh 50.000, rồi xe của chính phủ tới tự động nó gom lúa đi, kệ nó gom được nhiêu hay bao nhiêu, để cho anh 50.000 để anh ăn uống anh sống, để cho mùa sau anh tăng gia sản xuất được. Cho nên nó là Hoa Kỳ họ tính rằng đó là có lũ lụt hay gì đó lâu lâu mới có một lần, cho nên mình bỏ ra mình tài trợ cho người dân đừng có hoang mang, để những năm sau, ví dụ 3-4 năm sau nó không có bị lũ lụt nữa, nó không bị bão nữa thì người dân ra sức làm thật là nhiều để bán lại cho chính phủ, để mà chính phủ gom tiền. Và những cái bảo hiểm đó là của chính phủ, cho nên chính phủ bắt buộc vấn đề là những nhà nông phải mua vấn đề là bảo hiểm. Cho nên mỗi một người dân ở bên đây làm nông dân ở bên đây, người ta trồng lúa đó, bởi vì những người ở Việt Nam ớt ngồi đá giếng bổ, bên Mỹ không có gạo ăn á. Trời ơi là trời, mẹ nó trồng bên Louisiana, bên bển nó nuôi cả thế giới cũng còn được nữa. Các bạn ơi, các bạn mở con mắt ra đi, trời ơi khổ quá. Cho nên người dân ở bên đây người ta làm nông người ta thoải mái, chứ đâu phải như Việt Nam, đâu có chuyện cò mồi như Việt Nam. Trời ơi, các bạn đi qua bên đây đi, ta nói đồng ruộng của người ta, ta nói cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi. Thở đề nai mà vấn đề là kêu bằng là xả lúa mà nó lên trên chiếc phi cơ, lên trên chiếc máy bay trực thăng đó, mà nó bay đi rè, nó xả lúa ra, thậm chí máy nó làm không chỉ có một người, chất lên trên trở đòi chỉ có hai người thôi, là làm một ngày là gần mấy trăm ngàn công, mà vấn đề là kêu bằng là cấy lúa. Tới mùa mà thu hoạch rồi xe của nó chỉ cần hết đi đâu, quay một cái là gom không còn một hột lúa nào mà sót hết. Tự động quay lên rồi suốt ra rồi quấn lại thành cuộn như vậy nè, rơm á, họ quấn lại thành cuộn, rồi bắt đầu là lúa đi qua một bên, rồi bắt đầu họ không thèm phơi nữa, họ sợ những cái mà tia nắng của mặt trời nó có độc đồ kia nữa. Nhưng đây là kêu bằng là họ sấy lại một cái thôi, là kêu bằng là họ sấy lại là kêu bằng hột lúa nó khô rang khô khóc hết trơn, rồi bắt đầu họ đem qua họ xây hả. Tao nói không có một hột bông cỏ, không có một hột sạn, hột gạo của họ tao nói hả nguyên hột tru tru như vậy, không gãy một hột nào. Trời ơi, nước văn minh
mà nó hiện đại, tao nói không thể tưởng tượng, mà không bao giờ chịu học. Không bao giờ chịu học đâu. Cái nền kinh tế người ta như vậy, máy móc người ta như vậy đó, chứ mà không chịu học đâu. Người ta toàn là sử dụng bằng máy móc không, chứ đâu phải giống như người dân Việt Nam. Đâu phải mà vấn đề là kêu bằng là phơi nắng dầm xương, bán mặt cho trời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ở Việt Nam đâu. Nhưng mà không chịu thay đổi đâu, không chịu học hỏi đâu. Chạy theo cái phe của thằng Tàu Cộng để mà khư khư bảo thủ, giữ cho bằng được cái lề lối của các Mác Lênin, giữ cho bằng được cái đảng chó đẻ khốn nạn như vậy, rồi bắt người dân phải con trâu đi trước, cái cài đi sau như vậy đó. Không chịu học, chửi Mỹ, chửi những cái nước văn minh, chửi thậm tệ luôn, để đi qua học của thằng Tàu Cộng. Mà thằng Tàu thì trời ơi là trời, cái tánh tình của nó là người Việt Nam mình biết rồi. Nó kêu bằng bừng tiện tới nỗi mà nó giấu nghề nổi, cho nó đi ra nó bán giò cháu quẩy, hỏi nó làm sao nó còn giấu nghề nữa. Thậm chí giá bộ nó dạy sai để cho mày làm sai, để mày bán đừng có bằng tao. Một cái thằng mà vấn đề là kêu bằng là Tàu Cộng mà nó ngồi nó bán mà hủ tiếu gõ thôi, nó cũng giấu nghề nó, mẹ nó đi, nó truyền cho người Việt Nam của mình cũng giống y như vậy đó, nhỏ mọn ích kỷ như vậy đó. Tao nói hả, có cái gì mà lỡ tay nghề mà cao rồi là giấu mẹ, do không có thèm dạy thiệt đâu. Võ sư cũng vậy, nó dạy võ không bao giờ dạy hết cho đệ tử mình học đâu, sợ nó phản lại, cho nên giữ lại 2-3 món rồi tới lúc chết rồi chôn dưới mồ luôn. Rồi cứ thằng này giấu lại vài món, thằng kia giấu được vài món, rốt cuộc bây giờ ra tao nói cho võ gì, võ cua võ cầm võ bồng con gái chứ võ gì nữa giờ. Ngày xưa vấn đề là Việt Nam của mình là phải truyền ra hết đi. Ở bên Mỹ này người nào tài giỏi là người ta đem hết cái idea người ta cho cả thế giới, vấn đề là kêu bằng là học để mà sử dụng. Các bạn thấy không, iPhone hay là những cái gì mà tân tiến đó là người ta đem hết idea người ta ra cho toàn thế giới. Còn ở Việt Nam, thằng Tàu mà nó lỡ mà nó tài giỏi mà nó làm được cái gì rồi, nó giấu còn hơn là mèo giấu cất, nó giấu nghề như vậy đó. Đừng có nói chi, trời ơi là trời, tao mà làm cơm Dương Châu ngon rồi hả bà nội mày, bây giờ học 10 năm cũng không được nữa con. Tao chỉ truyền cho dòng họ tao thôi, tao truyền cái cách làm thôi. Dịch quay Bắc Kinh hả, tao làm rồi á, đố cha tao mày biết được công thức dịch quay Bắc Kinh của tao, tự động dòng họ tao truyền với nhau, đời ông cố truyền cho đời con, đời cháu, đời chết, đời xích, đời xích được cái nó truyền lại hết trơn. Cho nên tao đâu truyền cho mày. Mày lại mày dạy tao ha, mày dạy tao làm dịch Bắc Kinh phải không, để tao dạy cho. Sách dịch của mày đi nhúng vào trong nước á, rồi để hàng the vô, xong rồi mày ướp ngũ vị hương rồi mày lên mày quay đi, tới chừng người ta làm theo lời nó, để hàng the vô lên quay, mẹ cái da của con vịt mẹ nó chai, mẹ nó trông ăn như là những là nhai đá nha sản. Rồi lại hỏi nó, nói ơi tôi cũng làm giống y vậy mà, trời ơi tôi cũng làm y trang vậy đó. Tại vì nó giấu nghề, mà bây giờ ngay cả người Việt Nam mình cũng bắt chước như vậy nữa, cũng là nham hiểm với nhau, cũng là giấu nghề rồi gạt gẫm với nhau luôn nữa, sống thờ ơ với nhau luôn nữa đó. Thậm chí vấn đề là cái bằng là có ma cô ma cạo, bắt đầu là đi làm nấu ăn cái gì rồi mà giả bộ, vấn đề là cái bằng để cục hàng thấy ăn đường quá học vô rồi là bắt đầu giấu kín miệng, không có cho ai biết hết trơn á. Cái này là bí mật nhà nghề, cho nên tự làm để kiếm tiền thôi, chừng nào mình chết thì kệ mẹ nó, thậm chí chết tiền cho con của mình luôn nữa. Vậy đó, mà hãy mở miệng ra cái là bắt đầu là cái bằng là học theo thằng chó đẻ Tàu như vậy đó. Thằng Tàu nó phá dân tộc Việt Nam, tao nói nó thế thảm như vậy, mà đụng tới một cái là trời ơi là trời, đảng lo cho dân, đảng vì dân, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Thằng dân nào mà mày biết mày bàn, tao nắm đầu mày vô trong tù, tao ghét tội mày phản động liền. Mày dám kiểm tra đảng hả, bà nội mẹ mày đó. Bây giờ dân biết, dân bàn ở Formosa không, dân kiểm tra Formosa được không? Người dân vô kiểm tra Formosa đi, người dân vô bàn ở trong vấn đề là cái bàn là nhà máy giấy đi, vô đó mà bàn, dám không? Dám vô mà bàn không? Hả? Cho nên miệng thì la làng vậy thôi, miệng thì là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, đảng vì dân lo cho dân, đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi mà giờ pháo không có, cái là gì cũng không có, toàn là đồ độc không như vậy. Tao nói nó yếm cái xác của thằng Hồ Chí Minh ngoài Ba Đình đó hả, tao nói từ kinh tế cho tới xã hội cho tới văn hóa luôn. Bây giờ học sinh nó Việt Nam hả, nó nhồi nó cho học 6-7 cái cương bài như vậy, 6-7 cái cuốn sách như vậy, nó lên nó cho có 3 câu hỏi.
Rồi nghe nói năm sau nó bắt buộc là phải học về vấn đề là công dân, đó là yêu đảng yêu bác, đó là cái môn chánh đó. Phải rèn luyện, phải đưa người dân vô là phải yêu bác yêu đảng là đứng đầu. Vui không? Học mà về những cái kỹ năng ở trên thế giới thì không cần biết, chỉ học sao mà yêu đảng yêu bác là được, điểm 10 là đủ rồi, là mày giỏi rồi đó. Trời ơi là trời. Trời ơi, Lisa nói tới Lisa đau lắm các bạn ơi. Đó, nó để cái lăng thằng Hồ Chí Minh đó. Nó giả bộ hả mẹ, nó cao cơ lắm. Nó giả bộ nó lên trên Formosa, nó đứng đó, nó giả bộ nó dậm chân ở đó. Nó bóp cái cổ của Formosa, bởi vì miền Trung nó giống như cái cổ nó nhỏ xíu đó, nhắc là nó bóp được cái cổ rồi. Nhưng mà nó nhìn coi ở dưới cái miền Tây từ Sài Gòn trở vô là cái bụng đang phình no, cho nên bây giờ nó hướng về miền Tây để mà nó tiêu diệt miền Tây bằng cách là nó đưa vô để mà nó xử lý vấn đề là kêu bằng là rác ở tại đồng bằng sông Cửu Long, mà đặc biệt là nó chọn ngay tại Cần Thơ là con sông Hậu, mà con sông Hậu là nó chảy chi chít ra những cái sông ngòi kinh rạch đi tất cả các thôn xã ở đâu đâu cũng chịu ảnh hưởng của cái con sông Hậu này, bởi vì quê em sông Tiền, sông Hậu bên Lỡ bên Bồi, Bồi đất Phù Sa mà. Một đứa con nít cũng nhìn ra được càng khôn bát quái của thằng Tàu, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì không nhìn ra, không nhìn ra. Cách đây mấy ngày một ông già bán vé số, một bà già bán vé số khóc mưa sướt mướt như mưa, không có cái điện thoại, phải nhờ người ta mà người ta mua vé số, người ta tới người ta gọi cho Lisa để cho ông nói chuyện, ông khóc quá trời luôn. Tôi cầm cặp vé số tôi bán, nó bắt tôi vô bán một ngày kiếm được có 100 ngàn. Công an nó bắt vô, nó nói tôi không được quyền bán vé số từ tỉnh này qua tỉnh kia, nó tịch thu hết vé số của tôi, nó còn bắt tôi đóng 18 triệu nữa. Đó, sợ quá đứng té đái trong đồn công an luôn đó. Tao nó nói sao bây giờ, không có 18 triệu là ở tù 18 năm. Trời ơi bà này, bà nói trời ơi, có ai khổ hơn tôi không vậy trời. Lúc nhỏ sanh ra thì mẹ tôi đã bị mồ côi mẹ, bây giờ lấy vợ, vợ cũng chết, con cũng chết, còn có một mình tôi bán vé số để sống qua ngày. Bây giờ tiền đâu, tôi có 18 triệu mà tôi đóng đây trời. Thì bây giờ thương tình cho bà thì để cặp vé số ở đây đi ra đi, còn đứng đây láng chán một hồi nữa là tôi bắt nhốt 18 năm. Bà đứng bà đái trong quần ở trong đồn công an luôn. Rồi xong rồi sợ quá, sau khi nó thả rồi là quảng ồn chạy ra, chứ đây là không dám dòm mặt lại ra. Tôi nói ngồi ở ngoài giữa hè khóc, mọi người gom tiền lại cho chút vậy đó. Rồi từ đó tại sao sợ không dám bán vé số từ tỉnh này qua tỉnh kia nữa. Bạn thấy không, các bạn thấy nó làm cho đất nước Việt Nam kinh hoàng chưa, các bạn thấy nó linh ghê không đó, nó im linh ghê chưa. Trời ơi là trời, nó làm cho địa linh tinh khí của Việt Nam không còn một con đường nào mà ngóc đầu lên hết nha. Hôm nay ngày 22 tây tháng 12, cái băng video nó đưa lên trên mạng, công an thì nó ăn hối lộ nó già quá rồi, còn bộ đội nó không có tiền, cho nên bây giờ đi ra ngoài cái shop của người ta, bộ đội cụ Hồ 6 điều, vấn đề là Bác Hồ dạy hay quá, ra nhìn trước nhìn sau cho mẹ, cái bóp bỏ vô camera an ninh nó quay được hình, ta nói đẹp ơi là đẹp, ta nói nó vui như là ngày chảy hội vậy đó. Trời ơi, anh bộ đội cụ Hồ chôm cái bóp của chị ha, trong cái bóp có 4.200 thì cũng giống như là bác thôi. Ôi, đêm qua em mơ gặp bác Hồ, trong túi tiền có 8.000 đô, em xin bác mà bác không cho, bác gật đầu chỉ khen em ngoan, rồi bác âm thầm lấy mẹ tiền đô luôn đó. Vui không, bộ đội đó. Anh bộ đội ra mặc đồ, tôi nói ghê ghê lắm nha. Trời ơi anh bộ đội, tôi nói đi ra ngoài dễ vô cùng, vô hỏi hỏi sao, liếc qua liếc lại thấy cái bóp đem thọt mẹ nó trong đồ đi ra, camera an ninh nó quay được, ta nói đẹp mặt ơi là đẹp mặt đó. Mấy cái sự việc này đó, đài VTV1 hãy lên trên báo chí coi Lisa nói đúng hay là nói sai vậy. Những cái tin này có phải là những cái tin hoàn toàn bịa đặt như là những cái người cò mồi mà nói trên VTV không? Có không? Hãy đi hỏi hết người dân coi có đúng sự thật không? Tin này có phải đúng không? Hả? Coi thường người dân Việt Nam. Nếu Lisa nói sai trên đây, biết bao nhiêu người chửi Lisa, không ai vô nghe cái chương trình này đâu. Bởi vì Lisa nói nó quá chuẩn xác tới milimét.
Cho nên bắt đầu là kêu bằng là ở bên Việt Nam mà mới sợ, mới nhảy cứng lên như vậy. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Đó, bây giờ làm đi. Không đốt pháo hoa, làm riết lại giờ Việt Kiều nó sợ, nó không dám về Việt Nam nữa. Về đó ăn đồ độc không? Trời ơi, về đó mà lỡ bị bệnh là kể như chết. Lúc mà vấn đề là Việt Kiều về Việt Nam, tao nói tưng bừng khai trương lắm. Giả bộ tuyên truyền cho chế độ mà. Bà vấn đề là kêu bằng là Đặng Tuyết Mai, vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ, bắt đầu là về Việt Nam cái là trời ơi là trời, vợ của một phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã đi về Việt Nam để mà nấu phở, kinh doanh, bán buôn. Tao nói chuẩn bị làm sùm bát nhã. Tới chừng một bà bạn của bà Tuyết Mai kể cho Lisa nghe, bà khóc quá trời luôn. Bà về bà làm lỗ mà nó tới nó dồi tiền của bà rốt cuộc rồi, bán ế mà đâu dám nói đâu. Đóng mẹ tiệm tùng ở trên qua bên California nằm bây giờ chết rồi. Đó, tới lúc chết rồi thì thôi nó im ru mà. Làm ăn mà lỗ lã như vậy nó im, nó không dám nói. Bởi vì qua bên đây nói cũng không được, giống thằng Trần Tường vậy đó. Ủa mẹ bưng bô cho đảng treo hình hồ trên đây bị ta biểu tình về Việt Nam nuôi cá, nuôi mèo đồ kia, nuôi tôm đồ kia. Mẹ nó cướp mẹ trơn rồi bắt đầu tức quá cầm cây dao chặt ngón tay một cái bụp. Từ đây về sau tao thề tao không nghe lời cảm sáng nữa. Tôi chặt cái tay tôi cho mọi người coi nè. Chặt cái tay cái bụp. Đi qua đây bắt đầu là quỳ gối xuống, quỳ lại năn nỉ. Tôi đã trở về với quốc gia, xin cô Lisa thông cảm cho tôi. Tôi đã biết rõ chế độ cộng sản rồi. Đó, thấy không? Người chết nghĩa chết là nghĩa tận. Cho nên thôi, bà Đặng Tuyết Mai vợ có Cao Kỳ chết, tôi Lisa chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Lisa cũng không cần phải chửi bới gì nhiều. Để cho mọi người sáng con mắt ra. Ai còn tin tưởng đi về Việt Nam ở đi, đi về Việt Nam làm ăn đi. Tại sao mà lúc về Việt Nam á, Đảng Cộng sản nó tung lên trên báo, nó tuyên truyền tới chừng mà sập tiệm rồi, bệnh gần chết, ăn đồ độc gần chết, đi qua bên Mỹ này nằm chết, sao im ru hết trơn vậy? Phải đăng lên đi. Đăng lên là bà Đặng Tuyết Mai bị làm khó dễ như thế nào, bán ế ẩm ra làm sao, nó tới nó ăn chùa như thế nào, phải vấn đề là chạy cuốn gói về bên Mỹ như thế nào, ăn trúng đồ độc ở bên vấn đề là Việt Nam, bị ung thư nằm chết ở bên Cali. Sao không đăng lên đi? Đăng lên, đăng cho người ta thấy được cái đảng. Đăng lên nha. Yeah. Cho nên thông báo với những cái người Việt Kiều, thông báo những người nào ở bên Mỹ này mà còn ngây thơ đi về Việt Nam làm ăn thì các bạn chết không kịp ngáp. Thiên đường hữu lộ nhô vô nhân vật, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Đó, các bạn cứ đi về cái địa ngục ở Việt Nam đi, để rồi các bạn chết. Thấy không? Ăn đồ độc, ăn đồ ung thư của thằng Tàu Cộng rồi, qua bên Mỹ này Mỹ bó tay. Vô một cái bệnh viện cao nhất mà họ thử máu ra rồi, Lisa nhận được kết quả, họ lắc đầu. Tất cả gan, tỳ, thế, thận nó đều bị hủy diệt hoàn toàn. Cái lá gan nó thâm đen lại, không biết ở Việt Nam ăn cái giống quái gì mà nó độc tới mức độ như vậy. Phải chi mà bà Đặng Tuyết Mai mà đừng có về Việt Nam, đừng mở quán phở thì đâu có chết như vậy. Những người bạn bè của bà còn yếu hơn bà mà ở bên Mỹ bây giờ người ta còn sống phay phay cái kìa. Các bạn thấy chưa? Đó, về đi, về đi. Rồi con Kỳ Duyên nó mở cái quán cà phê chiếc lá đà gì đó, bây giờ còn không? Bây giờ có dám lên tiếng không? Hả? Bây giờ còn không? Ai tới uống đắt không? Làm ăn có lời không? Hả? Hay là chuẩn bị tàn gia tu lục tới nơi? Hay là lỗ tới xương rồi không dám nói ra? Sợ quê, sợ nhục. Thấy không? Đó. Về đi. Con nít nó bị tật nguyền, nó bị thiểu năng, vô trong trỏng cho ăn cơm với muối không à. Sữa rồi kia đem ra bên ngoài bán hết trơn. Tao nói nó đăng lên tin báo vui ơi là vui vậy đó. Trời ơi là trời. Bởi hèn chi cứ đi qua bên đây khóc lóc kêu mấy bà Mỹ đi vô. Thậm chí gửi giấy tờ tới nước này là kêu bằng cô Lisa ơi, cô là người Việt Nam, cô nhìn thấy những em bé này cô thương không vậy cô? Cô ơi, cô giàu có, cô bố thí tiền để mua sữa cho các em. Các em nó bị suy dinh dưỡng hình của các em đây nè. Cô Lisa ơi, Lisa
Lisa nghe cảm động, trước đó cũng đã gửi về hết mấy trăm đô mẹ nó rồi đó, ở trong cái hội mà vấn đề là nuôi trẻ em khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Bây giờ đùng một cái mẹ nó lấy sữa lấy đồ nó ra ngoài nó bán nó ngoài ngoài nó lấy tiền mẹ đó, nó vô con nít còi xương, tao cho mày chết mẹ mày luôn, tao nấu không cho mày ăn cơm nữa, tao nấu cháo tao quậy với muối không mà tao ra tao ngồi đút cho mày ăn, mày thiểu năng mày có biết mẹ gì, mày câm mà ở trung ương xuống có kiểm tra hỏi con ăn có ngon không, mà mẹ mày đứa thiểu năng nó ngồi có biết mẹ gì. Tao nói nó vui không? Ủa tao mấy bé sao giờ còi xương được kia sao càng ngày càng ốm vậy? Bé nó vậy đó, nó đi chợn nó chạy nhảy vui quá cho nên nó tập thể dục đó, cho nên nó ốm thôi. Mọi người cười. Còn lỡ đứa nào ốm quá mà nằm bệnh chỗ rồi hỏi sao vậy? Chắc hết trị rồi. Bởi vì chất độc da cam dioxin nó nặng quá cho nên nó nằm còi xương vậy không ăn uống gì trơn á. Cho ăn dữ lắm đó, ngày cho uống 4-5 lít sữa mà nó cứ vậy hoài. Nhưng mà đâu có biết là cho uống nước cơm không đâu. Trời ơi, đâu có biết là cho ăn cháo không với muối đâu. Trời ơi là trời. Tao nói nó giả mang mà nó khốn nạn cho một cái chế độ như vậy đó. Đảng ơi, đảng mở mắt ra, đảng nhìn đi. Cũng vì cái khư khư độc tài, chỉ vì sợ dân lật đổ, chỉ vì muốn nắm cho được cái đảng, mà để cho mấy cái kẻ mà loạn thần ở dưới nó phải làm như vậy đó. Cho nên có nhiều người vô Lisa ơi, mời Lisa về Việt Nam để mà giải quyết giùm. Lisa giải quyết sao được, lạng quạng giống cái lũ vô luận viên nó tràn ào ào vô, nó chửi nó giết Lisa luôn đó. Cho nên phải nên đa đảng, phải nên trả lại quyền cho người dân, phải có một cái đảng đối lập để mà thanh trừng tất cả những con chó, thằng chó nào mà lợi dụng chính sách độc tài của đảng như là nắm mọc sau cơn mưa để mà đè đầu cởi cổ. Ngay cả những đứa em thiểu năng tật nguyền mà cũng còn ăn được thì thôi đi xa không còn gì để nói nữa. Tao nói ăn từ ốc mà chí đái, ăn mà tàn da tru lục, ăn mà kêu bằng tàn sát sanh linh, ăn mà kêu bằng không còn cái gì mà để ăn được nữa hết, là khỏi còn không còn cái gì mà để phải nói nữa hết trơn. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn rõ chưa? Các bạn thấy không? Đưa mấy thằng bộ trưởng lên, đưa mấy thằng chó đẻ lên. Bây giờ nó yêu cầu bỏ biển số đỏ, số xanh, dư luận viên nó đề nghị 90% liền. Tức là người dân mà chạy xe đó mà lỡ bị gì nó phạt, còn mà mấy ông lớn đi hả, nó dàn hàng ngang ra nó để cho chạy như là đi ăn trộm chứ còn hơn đâu, không ai dám nói gì chứ. Bởi vì á bây giờ nó kêu bỏ bản số đỏ bản số xanh, bởi vì á để bản số đỏ số xanh người dân bây giờ thông minh quá, mã cha tụi bay lên, tụi bay nghe con Lisa rồi tụi bay quay hình lại thấy tao vô trong vấn đề là kêu bằng là hả cà phê ôm, hoặc là tao định hướng xã hội chủ nghĩa, tao đi lên trển tao chơi đĩ, tụi bay nhờ tao chụp cái số xe của tao sao? Đó, cho nên tao phải bỏ cái bản số đỏ số xanh chứ, tao để cái số xe của người dân thôi, để ban đêm tao lên trên nhà của vấn đề là kêu bằng là vợ bé của tao, tao ăn nhậu tụi bay đâu biết, tụi bay tưởng tao là đại gia thôi, tao tưởng tao là vấn đề là kêu bằng là doanh nhân thành đạt thôi. Cho nên bây giờ yêu cầu bỏ số đỏ bỏ số xanh, chỉ chờ để bản số bình thường với người dân thôi. Nhưng mà trong mình tao là có súng mà, đủ mẹ thằng nào cây chớp tao bắn chết gắn chịu nghe chưa. Tao lên trển tao chơi đĩ ở trên trển thì được, khỏi người dân khôn quá, người dân cứ tìm cách quay số đỏ số xanh hoài đưa cho Lisa để cho con Lisa nó chửi tụi tao hả. Cho nên bây giờ phải bỏ chứ, trời đất quỷ thần mẹ ơi, thấy không? Phải bỏ. Ê trời ơi, mới đây mà 9 giờ rồi đó hả. Thôi, chương trình cũng còn rất là nhiều đề tài, nhưng mà hôm nay là chỉ cho các bạn nghe những cái chương trình tóm lại là về cái lăng yếm của thằng Hồ Chí Minh, nó ảnh hưởng như thế nào đối với dân tộc Việt Nam, và cái vụ mà rác, nhưng đây là kêu bằng xử lý ở tại Cần Thơ, Hậu Giang, nó ảnh hưởng tới con sông Hậu, nó thải chất thải xuống đó để nó giết chết những cái sông ngòi kinh rạch như thế nào. Hôm nay hai đề tài chính các bạn phải nên nhớ, một là cái lăng của Hồ Chí Minh bị trấn yếm như thế nào, đi xa đã thổ lộ hôm nay, hai nữa là mưu đồ của họ tính đi vào để mà xử lý rác ở tại vấn đề là Hậu Giang, đó là hai tin chính, còn những tin kia là phụ thôi nha. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.
Lisa cảm ơn những cái tin tức mà quý vị đã gửi cho Lisa. Có những tin tức nào cứ gửi cho Lisa để Lisa sẽ lên đây để mà khai dân trí cho mọi người dân sẽ nhìn ra được sự thật. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị.